Mới đây, một người đàn ông kể về chuyện bắt gặp một con rắn trên đường đi. Theo đó, anh ta cùng vợ đang ngồi trong ô tô đi trên đường thì thấy một con rắn sọc đen trắng rất to, quấn trên một thân cây gần đường. Đúng là ai nhìn thấy hình ảnh này cũng thấy hốt hoảng, người đàn ông trong câu chuyện cũng cùng chung tâm trạng ấy. Tuy nhiên, vợ em lại có suy nghĩ lạc quan hơn rất nhiều. Rõ là nó đang bò và ngoan ngoãn, vợ em cứ bảo rắn đồ chơi anh không phải sợ, đi hẳn ra gốc cây xem nào, người đàn ông kể. Hình ảnh con rắn to đùng khiến ai cũng sợ hãi. Đúng là một lời khuyên đầy can đảm của cô vợ. Trong trường hợp này, kể cả rắn đó là thật hay giả thì cũng đừng nên tiến đến xác thực làm gì. Con rắn to như thế nếu như nó là thật và tấn công thì đúng là không lường trước được. Những hình ảnh ghi lại sau khi được chia sẻ cũng khiến người xem bị một phen khiếp sợ. May mà nhà bác đi ô tô chứ đi xe máy chắc quay đầu bỏ chạy cho nó sớm rồi. Nhìn chết khiếp mất luôn đấy, một dân mạng bình luận.